Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong một buổi tối ngày 13 tháng 8 năm 2024. Bây giờ là 19 giờ và chúng ta đang ở góc đường Trương Định, Phạm Hồng Thái và Lê Lai. Bên kia đường, ngay dòng xe đang chạy là đường Trương Định. Còn đây là đường Lê Lai, đi thẳng đường Lê Lai, quý vị sẽ tới Bùng Binh với Thị Trang và chợ Bến Thành. Xa xa phía trước là góc đường Lê Lai và Phạm Hồng Thái. Đi thẳng đường Phạm Hồng Thái, quý vị sẽ tới ngã 6 Phù Đổng. Tối nay, mời quý vị cùng em, chúng ta cùng đi dạo quanh các con đường xung quanh chợ Bến Thành. Sau đó thì sẽ đi vào chợ Bến Thành, xem bà con mình buôn bán như thế nào nhé. Bên kia đường, ngay cái bờ bao màu xanh là khu vực của công viên 23 tháng 9. Nay một phần của công viên 23 tháng 9 là khu vực của giếng trời của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Mời quý vị cùng em chúng ta đi dọc đường Lê Lai để tới khu vực vòng xoay Quách Thị Trang và chợ Bến Thành nhé. Bên kia đường, ngay cái khu vực công viên có cái hình tròn tròn, quý vị thấy không? Đó là khu vực giếng trời của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Còn cái tòa nhà đen thui đó là của bà Trương Mỹ Lan. Khi mà bà bị bắt thì công trình đó cũng dang dở đến bây giờ luôn. Mà trước khi thuộc quyền sở hữu của bà Trương Mỹ Lan thì cũng qua tay của rất nhiều đại gia rồi. Bà Trương Mỹ Lan chỉ mua lại những cái dự án chết của Sài Gòn thôi. Đường Lê Lợi thì rộng, chứ đường Lê Lai này thì nó có chút xíu hả vị, nhưng mà xe cộ thì lại rất là đông. Vỉa hè trên đường Lê Lai cũng nhỏ hơn đường Lê Lợi. Cũng không khá gì hơn so với đường Lê Lợi cả. Mặt bằng ở đây họ cũng đóng cửa tràn lan hết. Vỉa hè nhỏ nên cũng khó buôn bán. Ta đang đứng ở góc đường Lê Lai và Phan Chu Trinh. Phía trước chợ Bến Thành là Bùng Binh Quách Thị Trang năm xưa. Nay thì Bùng Binh nó không còn nữa quý vị và cũng sẽ không tái lập lại Bùng Binh.
Đường Lê Lai rất là nhỏ luôn. Bên kia là công viên 23 tháng 9. Một phần của công viên 23 tháng 9 này là khu vực giếng trời của tuyến metro số 1. Mình đi dọc đường Hoa Chu Trinh trước nhé, sau đó sẽ đi vào chợ Bến Thành. Đường Phan Chu Trinh thì có cái vỉa hè rộng, nhưng mà chỗ nào có vỉa hè rộng thì sẽ được cho thuê. Vì thấy cái đường kẻ ở phía dưới đường không, bên trong bên ngoài gì cũng cho thuê hết á. Người đi bộ thì đi ở lăn đường giữa nè vị. Khu vực Hà Tam và Mai Văn này đóng cửa sớm rồi. Sài Gòn thì du khách còn rất là đông, nhưng mà những cái ngành dịch vụ thì lại đóng cửa sớm mấy vị. Giá đô la Chợ Đen hôm nay, ngày 13 tháng 8 năm 2024. Đô la Mỹ mua vào là 25.541, bán ra là 25.621. Đô la Úc mua vào là 16.701, bán ra là 16.801. Bảng Anh mua vào là 32.193, bán ra là 32.393. Euro mua vào là 27.673, bán ra là 27.783. Ren Thụy Sĩ mua vào là 29.050, bán ra là 29.220. Đô la Canada mua vào là 18.437, bán ra là 18.537. Hai tuần gần đây thì đồng đô la Mỹ giảm giá liên tục. Này giá mua vào chỉ còn 25.541 thôi. Tháng trước có thời điểm đô la Mỹ lên tới gần 27 lần, bây giờ thì giảm nhiều rồi. Trước đại dịch Covid thì những con đường xung quanh chợ Bến Thành như Phan Chu Trinh, Lê Thánh Tôn nè, đường Lê Lai, Lê Lợi đâu, cửa hàng đâu rất là nhiều. Nhưng mà nay không còn nữa vậy, chỉ còn những sạp buôn bán nhỏ lẻ thôi. Ở đây mọi người có nhà thì tự buôn bán nó vậy, chứ còn cho thuê cũng khó nữa. Chứ trước đây mà những cái nhà nhỏ nhỏ về cho thuê cũng tiền không á, nhưng bây giờ đâu cho thuê được đâu. Chúng ta đang đứng ở góc đường Lê Thánh Tôn và Phan Chu Trinh nè. Yeah.
Trên đường Lê Thánh Tôn này cũng có rất là nhiều khách sạn. Bà con mình về Thế Nước cũng rất là thích ở những cái khu vực xung quanh chợ Bến Thành đúng không ạ? Đây là khu vực trung tâm, rất là nhiều khách sạn và có nhiều hàng quán ăn ngon nữa. Ở đây tiền thuê mặt bằng rất là mắc, dù cho bán vỉa hè thì tiền thuê mặt bằng cũng mắc hơn những khu vực khác vậy. Nên chỉ có những hàng quán ăn ngon thì họ mới trụ được và bán được ở khu vực này thôi. Chúng ta đi qua đường để đi vào chợ Bến Thành nha, xem bà con tiểu thương của mình buôn bán vào buổi tối như thế nào. Chợ Bến Thành bán cho du khách mà, nên chủ yếu họ bán đồ lưu niệm là nhiều thôi. Cửa Bắc của chợ Bến Thành nằm trên đường Lê Thánh Tôn nè. Đối diện với cửa Bắc là đường Thủ Khoa Huân. Con đường này cũng rất là đông đúc, tấp nập vào buổi tối vì có nhiều nhà hàng quán bar. Mấy cái sạp bán quà lưu niệm đông quá trời đông nè. Thường thì họ đi theo đoàn, vì một người mua là sẽ có nhiều người khác mua theo. Đây là khu bán rau, củ, quả và hàng tươi sống nè. Khu này thì chỉ bán cho dân địa phương vào buổi sáng thôi vị. Chợ hôm nay cũng đông quá trời nè. Khách họ cũng hỏi, cũng xem hàng, cũng trả giá. Khách họ đến Sài Gòn họ cũng biết rồi vị, nhất là vào chợ Bến Thành. Tiểu thương họ không có niêm yết giá, nên khách buộc phải hỏi và phải trả giá vị, chứ không trả giá là bị hớ. Nên ở Sài Gòn cái gì cũng vậy, cứ thích cái gì là cũng phải trả giá thôi vị, dù cho là món hàng nhỏ nhất cũng phải hỏi giá trước. Mới có hơn 7 giờ thôi vị, khách còn đông quá trời mà tiểu thương ở đây họ cũng đóng sạp hết rồi.
Đi thẳng sẽ ra cửa nam. Còn đây là đi về cửa đông, đường Tạ Thủ Thâu quý vị. Cửa bắc đường Lê Thánh Tôn. Đi thẳng sẽ ra cửa tây đường Phan Chu Trinh. Hôm nay khách đông quá trời nè, em thấy khách cũng chịu hỏi, cũng chịu trả giá lắm luôn. Đông đúc vào các con đường chính quý vị, ở các con hẻm bên trong là họ đóng sạp luôn. Hơn 7 giờ thôi mà đóng sạp hết rồi. Sài Gòn thức khuya lắm vị, đến 12 giờ vẫn còn rất là đông người đi ngoài đường. Chợ Bến Thành đóng cửa sớm cũng tiếc ha. Tại vì giá thuê sạp ở trong đây cũng mắc lắm, nhưng mà sao mà đóng cửa sớm quá trời. Còn khách cố bán thêm chút xíu nữa thì bán được thêm hàng quý vị. Còn đóng cửa sớm này mà khách du lịch họ cũng đâu biết đi đâu đâu. Sài Gòn không có nhiều điểm vui chơi đâu. Chỉ có chợ Bến Thành này là họ dạo chơi xong rồi đi ăn uống cà phê thôi, chứ cũng đâu có nhiều chỗ tham quan đâu. Những con hẻm nào mà có khách đi vào đông đúc thì khách họ mới đi vào, còn chỗ nào thấy vắng tanh mà đóng xà ba là khách họ cũng lãng luôn, họ cũng đâu đi vào đâu vậy. Cái này đó.
rất là nhiều sạp mà sạp nào cũng bán hàng giống giống nhau á, nên chỗ nào đông khách là thấy họ thấy vui là họ đi vào đấy. Rồi ăn nướng với buồn gì không? Thôi đi ba. Ôi yêu. Dạ chị ơi. Chợ Bến Thành mà niêm yết giá rõ ràng á, rồi buôn bán vui vẻ nữa thì em nghĩ là bán được hàng lắm á. Tại vì khách du lịch đến chợ Sài Gòn là buộc họ phải đến chợ Bến Thành quý vị. Khách còn đi lại, còn vào chợ Bến Thành đông quá trời đông mà các sạp thì họ đóng hết rồi. Em đi ra cửa nam, cửa chính nằm trên đường Lê Lợi và Bùng Minh Bất Thị Trang năm xưa cho quý vị xem nhé. Mới có hơn 7 giờ thôi, du khách bây giờ họ mới bắt đầu đi ra đường để mà tham quan mua sắm này vậy. Mà chợ Bến Thành thì bây giờ đã lục đục đóng sạp hết rồi. Chợ Bến Thành lên đèn rất là đẹp. Chợ Bến Thành là một biểu tượng của Sài Gòn, nên khách du lịch đến Sài Gòn là buộc họ phải đến chợ Bến Thành quý vị. Nên nếu mà các tiểu thương ở đây mà buôn bán vui vẻ rồi niêm yết giá rõ ràng là buôn bán được lắm á. Tại vì đâu cần phải quảng cáo hay là làm bất kỳ gì đâu, khách họ cũng tự động đi vào thôi. Lúc trước thì có kế hoạch trùng tu chợ Bến Thành và khu vực Bùng Binh này vị vào tháng 10. Nhưng mà trên báo mới đăng đây thì có thể là chậm trễ hơn so với dự kiến là mấy tháng á. Nhưng mà thời gian cụ thể thì vẫn chưa có biết được á. Đây là khu vực Bùng Binh Quách Thị Trang năm xưa nè vị. Khi mà làm tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên á, thì Bùng Binh này bị phá dỡ. Và bây giờ thì cũng không có kế hoạch là sẽ trùng tu lại đâu, mà họ sẽ làm cái đảo giao thông ở khu vực này.
Hồi xưa có cái bùng binh thì ở đây giao thông nó theo một cái vòng xoay rất là trật tự. Còn bây giờ không có cái bùng binh thì quý vị thấy nè, kẹt xe, kẹt cứng ở chỗ này luôn. Trước màn hình quý vị là đường Lê Lợi nè, đi ngược theo chiều xe đang chạy là sẽ ra đường Nguyễn Huệ. Bên kia là tòa nhà Họ Sa, kế bên tòa nhà Họ Sa là đường Hàm Nghi. Đi thẳng theo dòng xe đang chạy là đường Trần Hưng Đạo, bên phải là đường Phan Chu Trinh. Em đến đây cho quý vị nhìn lại bùng binh Bách Thị Trang năm xưa nhé. Và cũng xin phép quý vị được kết lại video ở trên con đường này. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc. Nếu có những phút giây thư giãn trên đường phố cùng em, thì đừng ngần ngại nhấn like, subscribe và chung bên cạnh nhé. Có dịp thì chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trong những video tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.